Chủ nhà thuốc phải làm gì khi mà nhân sự kéo nhau nghỉ hàng loạt như vậy? Xin chào các bạn, tôi là dược sĩ Trần Võ Bảo. Tôi là nhà huấn luyện kinh doanh đào tạo xây dựng đội nhóm về ngành dược. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận thảo luận về vấn đề là nhân sự nghỉ hàng loạt thì chủ nhà thuốc như chúng ta phải làm như thế nào để không ảnh hưởng công việc kinh doanh cũng như là ổn định được đội hình, đội nhóm nhân sự mà vẫn tăng được doanh thu. Thì trước khi bắt đầu Bảo muốn kể các bạn một câu chuyện, đó là câu chuyện của chính Bảo ngày xưa khi mình có một cửa hàng, hai cửa hàng, ba cửa hàng, bắt đầu mọi chuyện rất là êm xuôi và tốt đẹp, có doanh thu, có đội nhóm. Nhưng bắt đầu vấn đề xuất hiện từ khi có 4 đến 5 cửa hàng trở lên thì đội nhóm bắt đầu tan rã, đội nhóm bắt đầu là chia bè kết phái và bắt đầu có người này bất mãn, có người kia là không bất mãn và người này thích công việc và người kia không thích công việc. Và khi mình đã sẵn sàng cắt bỏ những cái người mà tiêu cực như vậy rồi thì dư âm vẫn còn kéo lại và nó kéo mãi đến khi mà nó tan rã luôn cả một đội hình và từ đó là đôi khi phải đóng cửa đi một đến hai cửa hàng và sau đó là giảm doanh thu, là sau đó là cái hệ lụy bắt đầu xuất hiện. Vậy thì phải làm như thế nào thì chúng ta có thể khắc phục cái tình trạng mà nhân sự kéo bè kết phái và rủ nhau nghỉ hàng loạt, đặc biệt nhất đó là cái dịp Tết như thế này. Vậy thì để mà làm được những cái điều như vậy, để mà chúng ta có thể giải quyết được cái triệt để như vậy, thì khi mà chúng ta giải quyết xong rồi thì chúng ta biết cách ứng phó với những cái tình huống bất đắc dĩ như vậy. Thứ hai, chúng ta biết cái cách phát triển đội nhóm nhân sự của mình làm sao cho hùng mạnh, làm sao cho họ đoàn kết và làm sao để cho họ ngày càng phát triển hơn và cái hệ thống của mình cũng ngày càng phát triển hơn dựa vào cái đội ngũ nhân sự cốt lõi này. Vậy thì để mà làm được điều này thì chúng ta làm như sau. Đây mà cách Bảo đã vượt qua những cái khó khăn, tiến đến thành công và cũng đã áp dụng cho nhiều cửa hàng cũng như là hướng dẫn cho nhiều người họ thành công. Vậy thì bước đầu tiên đó là chúng ta phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, hay Bảo gọi là bước chủ động. Chủ động đó là gì? Chúng ta chủ động tuyển dụng nhân sự. Vậy thì tuyển dụng nhân sự đúng như thế nào ạ? Tuyển dụng nhân sự đúng tức là chúng ta tuyển dụng nhân sự đúng với tiêu chí của chúng ta. Không phải là chúng ta cứ tuyển dược sĩ về là đều là nhân sự. Không phải người nào cũng là nhân sự. Các bạn có thể tuyển 10 người đến 15 người nhưng mà chỉ được khoảng tầm 3 người, 4 người là nhân sự của chúng ta thôi. Vì vậy là chúng ta phải xây dựng một cái tiêu chí nhân sự cho cửa hàng của chúng ta. Và sau đó chúng ta tiếp tục tuyển dụng trên cái tiêu chí đó. Tuyển dụng đến khi nào được thì thôi. Thì Bảo có một cái khảo sát rằng nếu như mà mình tuyển dụng nhân sự, có nhân sự rồi mình nhận vào thì lúc đó tỷ lệ nghỉ việc đến 80-90%. Nhưng mà chúng ta tuyển chậm đi một tí, 10 người chỉ được 1 người hoặc 20 người chỉ được 2 người, 3 người thì cái tỷ lệ tuyển nó chậm hơn một tí nhưng tỷ lệ giữ chân và tỷ lệ ở lại đúng cái tiêu chí của chúng ta thì cao lên 70-80%. Và sau khi chúng ta tuyển dụng đúng rồi thì chúng ta phải xác định được cái nhu cầu của họ trong 6 cái nhu cầu sống, nhu cầu tiền bạc, nhu cầu kết nối yêu thương, nhu cầu danh vọng, nhu cầu cống hiến và nhu cầu phát triển. Và chúng ta, nhiệm vụ của người chủ của chúng ta đó là đáp ứng 3 trong 6 nhu cầu của họ thì họ trở thành raving fan. Thì sau khi mà chúng ta xác định được nhu cầu của họ rồi thì chúng ta có một kế hoạch đáp ứng nhu cầu cho họ. Chúng ta đáp ứng nhu cầu cho họ. Có một kế hoạch đáp ứng nhu cầu, không phải là chúng ta đáp ứng nhu cầu mà chúng ta có một cái kế hoạch đáp ứng nhu cầu. Vậy thì bước thứ nhất là chúng ta là chủ động tuyển dụng nhân sự. Bước thứ hai đó là chúng ta là sẵn sàng mạnh tay cắt bỏ những con sâu, những cái trái lê thối, những trái táo thối trong cửa hàng chúng ta. Thì làm sao để chúng ta có thể nhận dạng được người này? Thì người này thường thứ nhất là họ có một cái quyền, cái chức gì đó trong cửa hàng. Thứ hai ấy, họ là người có năng lượng thấp. Thứ ba ấy, là người họ không có cái tương tác tích cực đối với chủ nhà thuốc cũng như người lãnh đạo. Thứ tư đó là doanh số. Cái doanh số cũng như là cái năng lượng của họ tụt giảm hoàn toàn. Chúng ta có thể thấy rõ rệt qua 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Thì 3, 4 cái tiêu chí như vậy thì chúng ta có thể xác định đó là một con sâu. Mặc dù họ giỏi như thế nào thì chúng ta cũng phải sẵn sàng cắt bỏ nó. Mặc dù chúng ta đã đào tạo cho họ 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm. Nhưng họ mang lại cái một doanh số rất là cao. Nhưng nếu cửa hàng các bạn chỉ có một mình bạn và một người đó thì các bạn có thể là suy xét. Nhưng nếu cửa hàng các bạn có 2-3 cửa hàng trở lên và có đội ngũ nhân sự 3-4 nhân sự trở lên thì các bạn phải sẵn sàng cắt bỏ những con sâu như vậy. Nếu như các bạn tiếc con sâu này và thì cái kết quả các bạn phải nhận được đó là sau 1 năm hoặc vài tháng thì cả 4 năm nhân sự của bạn đều trở thành một con sâu như thế này hết. Và trong thời gian ngắn đội hình của bạn sẽ tan rã cũng như là sẽ mất hết tất cả doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy là các bạn phải sẵn sàng để lọc bỏ, cắt bỏ những con sâu, những trái táo, những trái lê thối trong cái rổ táo của chúng ta các bạn nhé. Phải bước thứ ba đó là gì? Khi mà chúng ta cắt bỏ những cái con sâu rồi thì chúng ta bước vào bước thứ ba đó là xây dựng một đội ngũ du kích. Thì thường là nhiều người họ tính sát ván như là 3 cửa hàng thì cần khoảng tầm 6-7 nhân sự là đủ hoặc là chục nhân sự là đủ, là vừa khít. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu như có một nhân sự ốm đau bệnh tật, nếu như có một nhân sự có vấn đề gì đó hoặc một nhân sự họ về quê
tức là họ không còn làm với cửa hàng. Vậy thì cái chuỗi mắt xích trong cửa hàng của chúng ta bắt đầu bị xáo trộn, thì những người khác phải tăng ca, những người khác phải làm nhiều hơn, tình trạng là họ mệt, họ kiệt sức, và dần dần trong một thời gian ngắn thì họ cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc, cuộc sống họ rất là nhiều. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn giữ phòng một đội ngũ nhân sự. Vậy thì giữ phòng như thế nào ạ? Thì chúng ta phải luôn luôn giữ phòng ít nhất là khoảng tầm một cửa hàng. Thí dụ như ba cửa hàng các bạn cần 10 nhân sự, thì lúc đó các bạn phải tuyển dụng và đào tạo ít nhất khoảng tầm 13 nhân sự. Phải có 3 nhân sự luôn luôn giữ phòng. Thì 3 nhân sự này các bạn vẫn có thể cho họ làm những cái việc khác, nhưng mà chúng ta vẫn phải có một cái đội ngũ nhân sự dự phòng như vậy, để tránh tình trạng là một mắt xích trong hệ thống mắt xích của chúng ta bị đứt gãy thì vẫn có một mắt xích mới để trám vào ngay lập tức, không ảnh hưởng đến chất lượng kinh doanh cũng như là sức khỏe của đội ngũ nhân sự của mình. Đó là bước thứ ba. Bước thứ tư đó là chúng ta phải xây dựng một cái chính sách, chúng ta xây dựng một cái điểm B, điểm B hay mà còn gọi là cái điểm mong muốn, điểm khao khát của nhân sự của mình. Thì sau khi chúng ta xác định và xây dựng được điểm B của họ rồi, thì chúng ta có một cái kế hoạch đáp ứng điểm B cho họ, giúp cho họ đạt được điểm B. Cũng giống như cái bước số 1, đó là chúng ta xác định nhu cầu, 3 trong nhu cầu, và chúng ta đáp ứng cho họ. Thì chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch đáp ứng cái điểm B cho họ. Thì chúng ta không đáp ứng điểm B cho họ, nhưng mà xây dựng kế hoạch giúp cho họ đáp ứng được điểm B. Ví dụ như là họ mong muốn một mức lương sau 5 tháng, 6 tháng thử việc, thì họ có mong muốn một mức lương là 10-15 đồng gì đấy. Thì chúng ta không đáp ứng cho họ 10-15 đồng, mà chúng ta hãy chỉ cho họ cách đáp ứng được 10-15 đồng. Hoặc trong vòng 2 năm họ muốn lên một cái vị trí A, B, C, X, Y, Z gì đó, thì chúng ta không hứa rằng là 2 năm sau mình sẽ cho họ lên một cái vị trí đó, mà chúng ta hãy cho họ cái lộ trình công danh sự nghiệp, cho họ biết là họ phải đạt được mức A, mức B, mức C, mức D, các yêu cầu 1, 2, 3, 4, 5. Thì sau khi đáp ứng được tất cả các yêu cầu, tất cả các cái kỹ năng, các cái trình độ chuyên môn theo các mức 1, 2, 3, 4, 5 như vậy, thì họ sẽ lên được cái mức B như họ mong muốn. Vì vậy là chúng ta phải đáp ứng cho họ được cái điểm B bằng cách là xây dựng một kế hoạch và ngồi lại với họ, hướng dẫn cho họ và đồng hành cùng họ để giúp cho họ đạt được cái điểm B càng sớm càng tốt. Thì lúc đó là đội ngũ nhân sự của chúng ta là họ luôn luôn năng lượng tích cực, yêu thương đoàn kết lẫn nhau, và chúng ta phải thiết lập ra một cái văn hóa là sẵn sàng đào thải những con sâu. Giống như cửa hàng của Bảo phải luôn luôn có một cái văn hóa vận hành của đội nhóm, đó là luôn luôn tập trung vào công việc, luôn luôn trao đi giá trị và giúp đỡ khách hàng, và luôn luôn yêu thương đoàn kết với nhau và nói không có sự tiêu cực, và hãy loại bỏ, sẵn sàng lọc bỏ, và hãy sẵn sàng lọc bỏ những người mà không có thái độ tích cực ở bên cửa hàng, đóng góp cửa hàng. Chỉ cần một người đó nói xấu, chỉ cần một người nào đó chia bè kết phái là đội ngũ của Bảo sẵn sàng đào thải người đó ngay lập tức nếu như họ có tình trạng tái diễn. Thì chúng ta phải luôn luôn xây dựng một cái văn hóa là đào thải nhân sự tiêu cực. Thì nếu như chúng ta không xây dựng văn hóa đó thì nhân sự họ sẽ tự xây dựng văn hóa kéo bè kết phái và nghỉ việc. Thì cái công việc của người chủ cũng như người lãnh đạo, chúng ta phải chủ động tạo ra cái môi trường làm việc, tạo ra một cái nền văn hóa để cho nhân sự của mình họ phát triển nhất, cũng như là tạo ra một cái văn hóa mà chúng ta mong muốn của đội nhóm mình đạt được cái điều đó. Thì đó là bốn cái bước mà chúng ta có thể xây dựng được một cái đội nhóm nhân sự mạnh mẽ, chặt chẽ, xây dựng đội nhóm phát triển và xây dựng hệ thống thành công mà trong đó không có những con sâu tiêu cực. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có, nhưng mà khi chúng ta sử dụng văn hóa như vậy rồi thì những con sâu này sẽ giảm đi rất là nhiều, và những con sâu này sẽ không ảnh hưởng đến đội nhóm của chúng ta là đáng bao nhiêu. Chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn cảm thấy video này tuyệt vời và thú vị thì hãy đừng quên đăng ký vào kênh YouTube của Dược sĩ Trần Võ Bảo, và sau đó những video tốt nhất, tuyệt vời nhất và mới nhất thì các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video này. Và để xem nhiều video hơn, hãy vào kênh YouTube của Trần Võ Bảo và các bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn các bạn nhé. Và đừng quên chia sẻ video này tới những người cộng nghiệp, những người đồng sự của chúng ta để giúp cho họ được phát triển cũng như tiếp thu những kiến thức mới nhất, tuyệt vời nhất các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.